Một siêu phẩm Bilet chắc chắn sẽ được nhiều chủ xe lựa chọn trong năm nay nếu như các anh đang tìm kiếm một quả bi có ánh sáng tốt, tản nhiệt cao cấp để có thể duy trì được công suất của quả bi ở một mức độ ổn định, thì đây là một video cực kỳ hợp lý. Và em là Ngân đến từ 365 Group, rất hân hạnh được đồng hành cùng tất cả các anh đến với Nâng Cấp Xe Ô Tô. Chào tất cả mọi người, chúng ta đã cùng quay trở lại với channel Auto 365 Review. Và bên cạnh em đây đang là một chiếc xe Honda CR-V. Và đây cũng là chiếc xe đầu tiên sở hữu suất lắp đặt sớm một cặp Bilet đến từ thương hiệu X-Line V20 Square. Và tại sao chủ xe lại lựa chọn lắp đặt sản phẩm này mà không phải là một sản phẩm nào khác? Và trước khi đi vào phân tích ánh sáng của cặp Bilet V20 Square thì em sẽ chia sẻ một chút xíu về tại sao mà anh chủ đã lựa chọn lắp đặt cặp V20 Square cho chiếc xe này. Trước đây anh chủ đã từng ghé qua bên em với nhu cầu là nâng cấp ánh sáng tại vị trí đèn chính cũng như là đèn gầm. Tuy nhiên là anh chủ chỉ nâng cấp tại vị trí đèn gầm thôi, còn vị trí đèn trên thì anh chủ vẫn chưa lựa chọn được cái sản phẩm nào mà ưng ý. Và lần này anh ghé qua lại trùng hợp với V20 Square được ra mắt, và sản phẩm này đem đến một cái ánh sáng đúng như mong đợi của anh, cho nên anh đã quyết định lựa chọn nâng cấp lên chiếc CR-V của mình. Đây là một quả Bilet có thiết kế len vuông, cho nên là để lắp đặt lên xe thì bên em có một cái mặt dưỡng được thiết kế riêng cho chiếc Honda CR-V này. Khi mà mình lắp đặt Bilet thì nó sẽ rất là vừa vặn, và cái phần mặt dưỡng zin thì sẽ vẫn giữ lại và không cần phải chế dưỡng. Và để có thể lắp đặt được quả Bilet V20 Square lên trên chiếc CR-V này thì bên em sẽ sử dụng những cái chân bát bằng kim loại cố định quả bi một cách chắc chắn lên xe. Phương án thi công đã có. Vậy thì khi mà lắp đặt một cặp Bilet V20 Square lên trên chiếc Honda CR-V này thì sẽ cho ra ánh sáng như thế nào? Mời mọi người cùng theo dõi nha. Và mọi người đang thấy ở đây là ánh sáng của một cặp Bilet V20 Square khi chiếu lên bảng căng đèn. Khi ở chế độ cốt thì công suất của bi đạt khoảng 55W, có đường cắt cực kỳ là sắc nét. Đường cắt hình chữ Z đã được các anh kỹ thuật bên em căn chỉnh rất là phù hợp với tầm quan sát của chủ xe cũng như là không gây chói mắt cho các phương tiện đi đối diện. Còn khi mà mình pha lên thì công suất pha lên đến tận 65W, tầm chiếu xa tốt và có một cái vùng ánh sáng tập trung cao. Và khi pha lên thì mọi người để ý thì sẽ có hai cái tâm vàng như vậy, hỗ trợ chủ xe quan sát rất là tốt. V20 Square sẽ có nhiệt màu là 5.500, cho ra ánh sáng trắng rất là sang trọng, thích hợp để đi trong phố. Trong tầm giá 8 triệu đồng quay lại mà chúng ta có thể sở hữu được một cặp Bilet V20 Square được bảo hành lên đến 3 năm. Và nếu như ở đây các anh chị đang có nhu cầu nâng cấp ánh sáng cho xe thì có thể để lại thông tin bên phía dưới phần bình luận mình đang đi dòng xe nào, kèm theo khu vực sinh sống và số điện thoại của mình. Bên em sẽ hỗ trợ tư vấn trong thời gian kịp thời và nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.